Hải Phòng đi đầu với nhiều chính sách an sinh nhằm chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách. Chủ động phòng chống cháy nổ tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng cháy chữa cháy. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, sự chuyển mình mỗi ngày với diện mạo là một trong những đô thị lớn của cả nước. Thành phố Hải Phòng luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước với nhiều chính sách an sinh dành riêng cho các đối tượng đặc thù, người có công với cách mạng nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn tới gia đình chính sách. Tham gia chiến đấu tại chiến trường đồng bằng sông Cửu Long và bị thương nặng thời điểm năm 1973, ông Đỗ Ngọc Dậu sau đó xuất ngũ và hưởng chế độ thương binh hạng 1/4 với mức thương tật 86%. Là thương binh nặng, lại bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và di chuyển sang một trong số 5 người con. Bản thân ông Dậu và người con trai đều cần có người chăm sóc, phục vụ. Trước hoàn cảnh của gia đình ông, chính quyền địa phương đã lập danh sách, gửi hồ sơ để gia đình được hưởng đầy đủ mức hỗ trợ hàng tháng của nhà nước theo quy định. Khi đi bộ đội chúng tôi động viên là đi, cho nên khi về như thế này thì tôi thấy rằng là nhà nước rất là quan tâm rất nhiều về cuộc sống, rồi thì gia đình, rồi thì là mọi mặt về vấn đề tạo điều kiện công ăn việc làm cho con cái. Cũng là một bệnh binh hạng 2/3, hiện đang hưởng đầy đủ chế độ chính sách do nhà nước chi trả hàng tháng. Ông Nguyễn Xuân Huyến còn vui mừng hơn khi vào mỗi dịp lễ Tết đều nhận được sự quan tâm thăm hỏi đầy đủ từ những phần quà tặng tiền mặt của Trung ương, thành phố và địa phương, từ chi bộ, tổ dân phố chuyển đến tận tay. Mỗi một khi mà ngày lễ Tết hay là các cái dịp nào có cái việc của địa phương thì đều có ít nhiều có cái phần quà để động viên các đồng chí để có cái động lực để tiếp tục đóng góp cho cái công sức và cho các cái phong trào của địa phương. Nên là về chế độ chính sách là rất là đầy đủ kịp thời. Thành phố hiện có trên 220.000 người được công nhận là người có công với cách mạng. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố sẽ triển khai tặng quà của Chủ tịch nước đối với các trường hợp có công với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố còn trích ngân sách hơn 245 tỷ đồng, tặng quà trên 44.000 trường hợp người có công trên địa bàn với 5,48 triệu đồng một người, bao gồm 5,2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng. Triển khai nhiều hoạt động tri ân khác như hỗ trợ 10 triệu đồng một người đối với 120 người có công, thân nhân liệt sĩ mắc bệnh hiểm nghèo từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, hỗ trợ 10 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo 10 công trình nghĩa trang liệt sĩ. Từ sự chăm lo, quan tâm đặc biệt này đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho hầu khắp các đối tượng người có công đã và đang được thụ hưởng. Huyện Thủy Nguyên vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 7. Cuộc diễn tập với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ với các nội dung: Ban chỉ đạo 35 huyện xử lý tình huống an ninh mạng, lực lượng vũ trang huyện tiếp nhận quân nhân dự bị, thực hành xử trí tình huống chống khủng bố, giải thoát con tin, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và giả phá bom mìn, thực hành di chuyển vào căn cứ chiến đấu, thực hành tiến công địch đổ bộ đường không. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan đơn vị, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang huyện, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là nơi tập trung đông người, chứa nhiều hàng hóa, thiết bị, nhiên liệu nên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại liên quan đến cháy nổ thì việc chủ động phòng ngừa là giải pháp tối ưu. Trong ngành hàng không, công tác khẩn nguy cứu hỏa hết sức quan trọng. Do đó, các cảng hàng không nói chung, cảng hàng không quốc tế Cát Bi nói riêng thường đặt công tác này lên quan tâm hàng đầu. Hiện cảng trang bị 3 xe chữa cháy chuyên dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO về phòng cháy chữa cháy, có thể tiếp thu được tàu bay thân lớn. Về nhân lực, cảng xây dựng được đội chữa cháy chuyên ngành gồm 40 người, phân chia ca trực 24/24 giờ. Trong tình huống xảy ra cháy trong sân bay, các lực lượng sẵn sàng tiếp cận vị trí tàu bay gặp nạn trong vòng 90 giây. Ngoài việc mà khẩn nguy cứu nạn cho tàu bay, thì chúng tôi cũng sẵn sàng trong công tác chữa cháy khu vực nhà ga, rồi khu vực kho hàng hóa. Trên nhà ga thì có
trên 3.000 đầu báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống tủ chữa cháy tự động, và có một cái hệ thống trạm bơm tự động, một cái bể nước là 1.500 mét khối và một cái hồ nước sẵn sàng. Thì công tác này là chúng tôi cũng đã được thường xuyên quan tâm. Hiện cảng hàng không quốc tế Cát Bi được công nhận cấp độ 8 trên 9 cấp độ của khẩn nguy cứu hỏa theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, phù hợp với tần suất hạ cánh và loại tàu bay mà cảng tiếp nhận. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật phòng cháy chữa cháy đến nhân viên và hành khách, cảng còn chú trọng tới nội dung thực hành chữa cháy. Đều đặn là một tuần là phải 2 buổi, và chúng tôi phải tổ chức cho anh em luyện tập và thực hành các cái động tác chữa cháy. Còn riêng các cái xe chữa cháy thì hàng ngày, ngày nào cũng phải cho ra để thử, phun, để hút tất cả mọi cái. Theo quy định thì một năm thì chúng tôi có tổ chức là thực tập thực binh một lần để chữa cháy các tình huống giả định trong cái phương án chữa cháy mà mình đã xây dựng lên. Ví dụ như chữa cháy nhà ga, là chữa cháy kho hàng này, hoặc là chữa cháy tàu bay. Đảm bảo an ninh an toàn trong phòng chống cháy nổ đặt ra yêu cầu tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, tăng cường lực lượng phương tiện thường trực bảo vệ. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị, phương tiện và chú trọng huấn luyện về xử lý cháy nổ ban đầu. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiệt tại các khu vực tập trung đông người như kho, quầy bán hàng tại nơi đông người như cảng hàng không cũng rất cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, nhất là trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, chứng tự kỷ nếu can thiệp và điều trị sớm sẽ đem lại cơ hội cho trẻ hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển, thường xuất hiện ở trẻ ngay từ những năm đầu đời, thường trước 3 tuổi. Trẻ mắc chứng tự kỷ ít có sự giao tiếp, tương tác xã hội nên các mối quan hệ đều bị hạn chế. Để giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng tốt hơn thì cần thiết phải có sự liên hệ mật thiết giữa phụ huynh và nhà trường về phương pháp và hướng tác động phù hợp. Để giúp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tăng động hòa nhập được với cộng đồng, trước hết là cần phải có cái đánh giá đúng về cái khả năng và nhu cầu của trẻ và lên kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với mức độ của trẻ, và có cái kế hoạch chuyển tiếp giữa giáo viên can thiệp, gia đình với cái cơ sở tiếp nhận như là cơ sở mầm non, cơ sở cấp 1, cấp 2 và cộng đồng xung quanh trẻ. Do nhận thức chưa đúng, chưa đủ nên nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện con mình có triệu chứng, dấu hiệu của tự kỷ thì thường giấu bệnh hoặc đưa trẻ đi điều trị sai phương pháp. Tuy nhiên, nếu trẻ tự kỷ được phát hiện và can thiệp kịp thời thì hoàn toàn có thể phát triển bình thường. Ngoài sự nỗ lực của các bậc cha mẹ, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Trong đó, nhận thức đúng về chứng tự kỷ, mở lòng và hỗ trợ đúng cách sẽ góp phần hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Sau tháng đầu năm, du lịch Hải Phòng đã đón và phục vụ gần 4,3 triệu lượt khách. Trong đó, hai trọng điểm du lịch của thành phố là Đồ Sơn và Cát Bà đón tổng cộng gần 4 triệu lượt khách. Khu du lịch Cát Bà đón hơn nửa triệu lượt khách quốc tế, đạt 82% kế hoạch năm. Đây là tín hiệu đáng mừng và là triển vọng hết sức lạc quan sau khi quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngày đầu tuần tại khu du lịch Cát Bà, một lượng lớn khách quốc tế đang tập trung tại vịnh Bến Bèo để tham quan thưởng ngoạn vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ, thành viên của Hiệp hội các câu lạc bộ vịnh đẹp nhất thế giới. Tham quan vịnh Lan Hạ, đi bộ xuyên rừng, chèo thuyền kayak, leo núi và lặn biển là những sở thích chúng tôi sẽ trải nghiệm để tận hưởng vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây. Những tour du lịch tham quan vịnh trong ngày hay tour du lịch nghỉ đêm trên các vịnh của quần đảo Cát Bà đang là sự lựa chọn của phần đông khách du lịch quốc tế trong cao điểm du lịch năm nay. Nhờ chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường cảnh quan các vịnh xanh sạch đẹp, nên du khách đều cảm thấy hài lòng khi tham quan di sản thiên nhiên thế giới. In Vietnam it's 3 days, in Cát Bà is 1 day. Lần đầu tiên tới tham quan quần đảo Cát Bà, tôi nhận thấy giao thông đi lại tương đối thuận tiện, dịch vụ du lịch cũng rất đa dạng, phong phú. Cảnh quan ở vịnh Lan Hạ thì thực sự cuốn hút các thành viên trong đoàn. 6 tháng đầu năm, du lịch Cát Bà đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, đạt trên 45% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn nửa triệu lượt, đạt 82% kế hoạch năm, và khách nội địa ước đạt hơn 1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 1.500 tỷ đồng. Hiện vẫn đang là cao điểm du lịch hè, nên trung bình mỗi ngày, du lịch Cát Bà đón hàng nghìn lượt khách, trong đó nhiều khách du lịch quốc tế. Với tín hiệu tích cực về lượng khách, du lịch Cát Bà hoàn toàn có thể về đích sớm trong năm nay.
tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 and Life. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.